niềm vui cho thầy và trò trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, tỉnh Bình Dương khi ngôi trường được khánh thành đúng vào dịp năm học mới. Đây là công trình do công ty Nutifood tài trợ xây dựng với kinh phí gần 10 tỷ đồng. Công trình được xây dựng 2 tầng, 8 phòng học với hạ tầng cơ sở vật chất đầy đủ bảo đảm, thay thế cho ngôi trường cấp 4 đã xuống cấp. Cả trường có tất cả hơn 300 học sinh, đa số là con em của công nhân và người lao động còn khó khăn. Sau hơn 8 tháng thi công, công trình đã hoàn thiện đúng vào dịp này, khiến niềm vui ngày khai trường được nhân lên gấp đôi đối với thầy và trò nơi đây.